Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Simvastatin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Simvastatin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thành phần Hoạt chất Simvastatin Tá dược vừa đủ một viên Dạng bào chế Viên nén giải bao phim Công dụng Dự phòng tiên phát, cấp 1, tai biến tim mạch đối với bệnh nhân bị tăng cholesterol máu chưa có biểu hiện lâm sàng rõ rệt về bệnh mạch vành sử dụng thuốc kết hợp với các cách ăn uống giúp giảm nguy cơ tai biến mạch vành cấp nặng đầu tiên. Dự phòng thứ phát, cấp 2, tai biến tim mạch đối với bệnh nhân bị tăng cholesterol huyết đã có biểu hiện lâm sàng về bệnh mạch vành. Kể cả nhồi máu cơ tim và đau thắt ngực trước đó, điều trị đồng thời với liệu pháp ăn uống nhằm làm giảm nguy cơ tử vong toàn bộ, làm giảm tái diễn nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Điều trị làm giảm tiến triển sơ vữa mạch vành, thuốc được sử dụng để bổ trợ cho liệu pháp ăn ở người tăng cholesterol huyết có dấu hiệu lâm sàng bệnh mạch vành gồm có nhồi máu cơ tim trước đó, để làm giảm quá trình tiến triển sơ vữa mạch vành. Chống chỉ định Không sử dụng cho người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Không điều trị cho bệnh nhân gan. Không dùng thuốc trong lúc đang mang thai hoặc cho con bú. Cách dùng Dùng uống, có thể uống vào bữa ăn hoặc khi đói. Liều dùng. Liều điều trị cho người lớn, khởi đầu 5 đến 10 mg, một lần mỗi ngày vào buổi tối, điều chỉnh liều 4 tuần một lần. Liều duy trì 5 đến 40 mg, một ngày uống một lần vào buổi tối, liều tối đa là 80 mg mỗi ngày. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng. Trước và trong khi sử dụng, nên kết hợp kiểm soát cholesterol máu bằng các biện pháp như chế độ ăn, giảm cân, Tập thể dục và điều trị các bệnh có thể là nguyên nhân của tăng lipid. Cần lưu ý khi sử dụng thuốc cho người bệnh uống nhiều rượu hoặc có tiền sử bệnh gan. Dừng điều trị nếu xuất hiện các triệu chứng của bệnh cơ cấp và nặng hoặc có yếu tố nguy cơ dễ bị suy thận cấp. Tác dụng phụ của thuốc. Các triệu chứng thường gặp: tiêu chảy, táo bón, đầy hơi, nhìn mờ, mất ngủ, suy nhược, đau cơ, đau bụng và buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, đau khớp không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Tương tác thuốc Làm tăng tỷ lệ tổn thương cơ khi dùng đồng thời với các thuốc sau, gem các thuốc hạ cholesterol máu nhóm fibrat khác, niacin liều cao. Nhà sản xuất Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco, Việt Nam Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Simvastatin đồng thời biết cách sử dụng simvastatin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.